còn dùng nữa, dùng còn chủ. Kém 15.
Thank you.
tiên nó sẽ có dị ứng. Ở người bình thường thì sẽ gây dị ứng này, hoặc là những cái thể nấm ở phổi. Còn ở những người suy giảm miễn dịch thì nó sẽ những cái thể nấm này nó cũng giống như con kia là nó sẽ lan tỏa và nó đi lên cái hệ thần kinh trung ương. Aspergillus thì đa số là nó sẽ gây dị ứng, bởi vì hồi nãy ta nói đó là nó sẽ tấn công vào cái dung mau của cái đường hô hấp của mình, và nó sẽ gây tiết dịch, cho nên chúng ta sẽ có phản ứng là chúng ta sẽ hắt xì. Và cái thể thường gặp nhất là cái thể ở phổi. Và cái con Aspergillus này, các chị nhớ một cái đặc điểm, đó là con này nó không tự phá hủy phổi, nó tạo thành cái nang cho nó, mà nó sẽ tấn công vào những cái hang tự nhiên có sẵn trong phổi. Ví dụ như là một cái hang lao chẳng hạn, hoặc là những cái khe hở của mô phổi, thì nó sẽ sống trong đó. Chứ còn bản thân nó không có phá hủy, nó không có chị thấy cái chầm chầm đây à? Đó. À, đó là cái nang lao đã cũ, và cái con Aspergillus này nó sẽ sống trong những cái nang này, nên nó sẽ không xâm nhập vào mô phổi, không có gây tổn thương phổi đối với người bình thường. Dù là thể bệnh trầm trọng nhưng nó không có triệu chứng gì đặc biệt, do đó bệnh này chỉ được chẩn đoán khi mà mẫu tử thi người ta tiến hành tử thi và người ta soi thì người ta mới thấy được khả năng, chứ còn dấu hiệu thì nó không có triệu chứng gì đặc biệt cả. Và đây là những cái hình ảnh của thể lan tỏa khi mà nó tấn công tới các cơ quan nội tạng cũng như là hệ thần kinh trung ương. Về chẩn đoán thì nó sẽ có 6 cái dấu hiệu để mà mình chẩn đoán được bệnh Aspergillus. Thứ nhất là bệnh nhân sốt cao trong 5 tới 7 ngày mà không đáp ứng với kháng sinh hoạt động. Đáy máu thì dùng những cái môi trường đáy máu thông thường thì âm tính, cũng như là những môi trường chuyên biệt hơn cũng âm tính luôn. Và có những cái dấu hiệu về phổi, về sốt
Thank you.